bảo hà nhắn ai lên trái hút bảo hà nếm mùi phong nguyện đó là thân tiên. Sương núi ngọc nghỉ ai quanh đồi chim mà hót trước phần đền chúc mọc thập mỹ cao giữa đêm xuân đêm xuân xạo cảnh chơi vườn ngoạn cảnh vườn nì đào nửa vòng trắng nghe sáng ba sao giữa trời đèn bảo là nơi thăng thăng tích nghi sớm khói nhang phục thờ chân kinh có chữ Nam Mô. Bình ngọc có các bạn tiền rót chén ngà nhập những tuần sơ dâng lên bệ ngọc các cô lực mời cả mời dâng hoàng bảy giới ô sưởi dựng hiến
thượng kim bàn nì ô long hiền thượng kim bàn mẫu đơn trà long tỉnh lúc lúc tự nhàn hoàng hiền vui ba chén khuyên mời hồng trà ba chén khuyên mời linh hương mỹ được mùi Á tân được mùi kỳ trên bảo hàng có nhiều thú vui chơi ông hoàng bị vui với cầm kỳ khi tiểu thú vui vậy núc tình nghi núc say hoàng đồ ai biết biết đi hương mây tỏa ngát trời mây say phú say bảy ngày say câu hát say nợ tăng bồng tỉnh lại say màu hồng hào tươi vẻ ngọc đêm nay ông ngự về họ Nguyễn trông ông bảy đẹp tươi tốt khác nào hoa say lâm cung văn chúng con
đàn hát. Ông say lỡ tang bồng tình rồi lại say. Say tình nghe trắng trắng nước câu kim cổ. Say bơi non sông chuyện tháng ngày. Người trần phàm chúng con đi thì nào biết ai. Tăng nghi bồng hồ dề họ nguyện ghế ông đời ngày phong hơn. Nức tiếng thơm danh lừng cõi Việt. Ông đi cứu dân đổ thế cho phúc lặng lặng hà xa. Nhớ khi xưa ông bảy ngày kiếp cung để bảo vệ sơn hà. Khi phong liều thuốc cổng nghi từ trên đèn báo hà các cổ kính dâng lên. Ông bày nhăn 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 lên đất ni ô mi hà bảo hà. Ô mi hà bảo hà nên có bụi phong nguyệt ni đó là tiên cảnh tiên sáng ngô sáng ngô liêu phà. Trên bão cọ cùng cây đua chén hoa lai ngân năm ngoái. Xanh 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 tỏa đai rượu là phù dê, rượu là phù dê. Ai người có đức đức ý mới được theo quan hoàng bảy bảo hà. Sáng ngô liêu phà theo là được theo quan hoàng bảy bảo hà. Ô theo đây là được theo quan hoàng bảy bảo hà. Lâm
chút sạch ý nghìn ba nghìn nghìn ba nghìn một ngày được làm đệ tử ý đó cũng là duyên là duyên nở rồi sáng ngô sáng đưa vào duyên là duyên đi lỡ phải lấy chữ Di Đà là hơn ni cả. Ông bảy tàu vui năm mà tàu bắc băng đầu sổ chân mà gian lão ấu chép mà biển họ nguyện ghê ông ơi hiếu thuận ni phê cho thọ trường bao nhiêu kẻ ngang tàn bao ngược ấy chỉ hại người ông cho chăng trước thì sau lỗi lầm hoàng xa chi đâu sở nguyện ông cho như như ý sở cầu tòng tòng tâm nên đấng anh ninh ông bảy dõi đời vời vòi ai mất chữ tâm bỏ khắp ma bốn phương chữ tâm mi mà mất ông cho vun ông thoát thân ông cũng khuyên ai đừng có khinh những kẻ bận hàn cây đức mà tươi tốt ông cho vẻ hà vang sau này nghe ông bày ra ông cho thuốc tiên để tẩy sạch sạch bụi chân thanh nghe cao họ nguyện mười phần ghế ông thanh nghe cao chữ tam ma tòng tự đức mà thiện họ nguyện ghế ông gặp gối tàu quỳ bao hạ có ông hoàng ông đồ ông chứng tâm lạy ông bảy sai thập thập nhì các cô tiên nàng nghe cô nào việc đấy mau mau sửa sang để theo hầu bát vạn hùng binh lệnh này ông bảy truyền bát vạn hùng binh 12 cô tiên nữ dương phải về đền bảo hà tâu đối việc qua